Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, trong thế giới anime cực kỳ thú vị, khi mà những nhân vật nam chính cứ sở hữu những sức mạnh và khả năng đặc biệt thì y như rằng xung quanh họ xuất hiện hàng loạt những cô nàng vây quanh. Nhưng đôi khi trường hợp này còn xảy ra cả với những anh chàng vô cùng bình thường khiến các fan nam anime vô cùng gato. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime harem có nam chính khiến nhiều cô nàng phải mê mẩn nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Isekai wa Smartphone to Tomoni, thể loại phiêu lưu harem hài hước phép thuật lãng mạn fantasy. Trong một sự sơ suất, chúa đã vô tình giáng xuống Toya Mochizuki một tia sét và kết thúc cuộc đời của cậu ta. Như một lời xin lỗi, chúa đã ban cho Toya một điều ước và cơ hội sống lại trong một thế giới khác, nơi mà tồn tại phép thuật. Toya chấp nhận lời đề nghị và với một điều ước, cậu chỉ yêu cầu có thể sử dụng chiếc điện thoại thông minh bên mình khi bắt đầu cuộc hành trình đến thế giới mới đầy bí ẩn này. Bắt đầu lại ở thế giới mới, Toya nhận thấy mình sở hữu một lượng ma thuật vượt trội hơn bất cứ ai. Mang trong mình năng lực có thể thực hiện bất kỳ loại phép thuật nào, chỉ cần anh ta hiểu cơ chế vận hành của nó. Trên con đường khám phá chúng, anh cũng dần dần tìm ra được người bạn đồng hành của mình. Anh xây dựng nên vương quốc riêng và đóng vai trò là ma pháp vương bảo vệ thế giới này khỏi các thế lực ngoài kia. Số 9. Sister Princess, thể loại hài hước drama harem lãng mạn đời thường. Wataru Minakami là một học sinh hàng đầu đã trượt kỳ thi đầu vào trung học vì lỗi máy tính. Sau đó anh ta phát hiện ra rằng mình đã được nhận vào học viện Stargazer Hill. Học viện nằm ở một nơi bí mật được gọi là đảo hứa. Theo yêu cầu của cha mình, Wataru bị đưa đến hòn đảo và trước khi anh ta có thể ổn định cuộc sống, hàng chục cô gái dễ thương và quyến rũ bắt đầu đổ xô vào anh và tự xưng mình là em gái của anh. Khi Wataru gần gũi hơn với những người em mới quen của mình, một bí ẩn sâu sắc hơn về lý do tại sao họ được gửi đến hòn đảo để chơi. Số 8. Happy Lesson, thể loại hài hước drama harem lãng mạn đời thường. Hitotose Chitose luôn ở một mình và không tin tưởng vào mọi người. Nhưng khi năm giáo viên nữ xuất hiện và bắt đầu sống cùng anh trong một ngôi nhà của gia đình anh với tư cách là mẹ của anh, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cùng với Hazuki Ni và Minazuki, hai chị gái của anh, mỗi ngày là một bài học. Số 7. IS Infinite Stratos, thể loại hành động hài hước Echi Mecha Harem viễn tưởng. Trong tương lai, một nhà khoa học Nhật Bản đã phát minh ra một bộ giáp hỗ trợ gọi là Infinite Stratos, IS, hiện đại và có khả năng chiến đấu tiên tiến hơn bất cứ loại vũ khí nào. IS là một mối đe dọa sẽ làm cho mất cân bằng thế giới. Đối mặt với một thứ vũ khí quá mạnh, các nước trên thế giới đã ký hợp đồng Alaska, nói rằng IS sẽ không bao giờ được sử dụng trong quân sự và công nghệ IS sẽ được công bố khắp thế giới để cấm bất cứ nước nào xâm lược nước khác. Sự giới thiệu của IS gây ra một ảnh hưởng lớn tới cộng đồng vì IS chỉ có thể được điều khiển bởi phụ nữ. Sự mất cân bằng giữa nam và nữ bị phá vỡ. Vai trò của phụ nữ quan trọng hơn đàn ông. Khi phát hiện ra rằng Ichika Orimura 15 tuổi là nam duy nhất có khả năng điều khiển IS, anh ta buộc phải đăng ký vào Học viện Infinite Shadows, một ngôi trường nội trú toàn nữ. Những học sinh tốt nghiệp sẽ trở thành phi công của IS. Tại trường đào tạo này, Ichika được đoàn tụ với hai người bạn thời thơ ấu của mình, Hoki Shinonono và Lin Gyun Huang, và kết bạn với Cecilia Arcot, đại diện của IS từ Vương quốc Anh. Được hướng dẫn bởi phi công huyền thoại Chifuyu Orimura, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của họ đồng thời cũng là chị gái của Ichika, cậu và các cô gái sẽ cần phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân và học viện của họ trước những nguy hiểm sẽ xảy ra trong tương lai. Số 6. Trinity 7, thể loại hành động harem hài hước siêu nhiên phép thuật lãng mạn AT Fantasy học đường Shonen. Mùa hè nọ mặt trời ngừng chiếu sáng gây ra hiện tượng đổ vỡ, phá hủy thị trấn của Arata Kasuga và làm biến mất những người dân sinh sống ở đó. Bằng cách sử dụng cuốn sách ma thuật do người bạn thời thơ ấu đồng thời cũng là em họ của Arata,
Hisiri Kasuga tạo cho anh, thế giới của Arata đã được tái tạo một cách giả tạo. Điều tra hiện tượng này, Lilith Asami xuất hiện trong mắt Arata và thế giới nhân tạo tàn rã. Anh được đưa ra hai lựa chọn, bàn giao cuốn sách hoặc là chết. Tuy nhiên, Arata chọn cho mình lựa chọn số 3, đăng ký vào Học viện Ma thuật tối mật Royal Biblia Academy, nơi có 6 cô gái sử dụng phép thuật khác đang chờ đợi anh. Cùng với Lilith là giáo viên của ngôi trường này, 7 người họ tạo thành Trinity 7, những người yếu tố của trường. Mỗi người củng cố sức mạnh và kỹ năng của riêng họ. Thanh niên mang cho mình cái máu thích trêu gái sẽ làm gì đây khi tự nhiên được vây xung quanh là 7 cô nàng xinh đẹp? Hãy cùng đón xem Trinity 7 sẽ rõ nhé! Số 5. Hentai Oji 2 Wara Wanai Neko, thể loại hài hước học đường harem lãng mạn siêu nhiên. Thanh niên Yoto Yokodera muốn được nhìn nhận theo một cách khác biệt và nổi bật hơn so với những thằng con trai khác, đó là một kẻ hư hỏng. Tuy nhiên, hành động biến thái của cậu ta thường bị hiểu nhầm là vì mục đích tốt và được mọi người coi là hoàng tử. Khi cậu ấy vô tình nghe tin đồn về một bức tượng mèo có thể xua đuổi những điều mà không mong muốn, cậu ta vội vàng tìm kiếm nó và cầu nguyện cho cái mặt nạ giả tạo của mình biến mất. Nhưng thực ra mỗi điều ước lại là một sự trao đổi, những đặc điểm không mong muốn đó được chuyển sang một người khác mong muốn chúng. Sau khi nhận ra việc thể hiện ra những suy nghĩ biến thái của mình không phải là điều tốt nhất, Yoto quyết định lấy lại những đặc điểm đã mất do điều ước trước đó của mình bằng cách tìm kiếm người đã nhận được chúng. Thật không may cho cậu rằng đã không đơn độc cầu nguyện trước bức tượng mèo. Và giờ đây cậu ta không chỉ phải sửa chữa cuộc sống của bản thân mình mà cả cuộc sống của những người khác nữa. Đây là một bộ anime hài hước và không kém phần thú vị đâu nhé. Số 4. Boku wa Tomodachi ga Sukunai, thể loại ecchi đời thường hài hước harem lãng mạn học đường. Khi Kodaka Hasegawa chuyển đến một ngôi trường mới, cậu ta quyết tâm tạo ấn tượng tích cực và kiếm cho mình một số người bạn. Tuy nhiên, Kodaka phát hiện ra mình đã cạn may mắn khi ngay lập tức bị gán cho cái mác là một tên tội phạm bạo lực do sở hữu mái tóc vàng và những biểu cảm đáng sợ. Mặc dù đã một tháng trôi qua, Kodaka vẫn độc cô của bạn, nhiều danh tiếng lừng lẫy của mình. Bỗng chốc, cuộc sống của cậu ta bắt đầu thay đổi khi mà anh ta vô tình nhìn thấy một cô gái có tên là Yozora Mikazuki đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng của mình trong một phòng học. Sau khi chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống trung học cô đơn của mình, Kodaka và Yozora quyết định vượt qua những khó khăn để kết bạn bằng cách lập ra Neighbors Club, câu lạc bộ hàng xóm. Neighbors Club được tạo ra cho những người không có bạn bè, các hoạt động hàng ngày liên quan đến việc học các kỹ năng xã hội và làm thế nào để có thể hòa nhập, hy vọng sẽ giúp ích cho họ trong việc kết bạn. Sau đó, câu lạc bộ được tham gia bởi Sena Kashiwazaki, yêu thích eroge và những người bị ruồng bỏ lập dị khác. Kodaka cuối cùng có thể tìm được cho mình những người mà anh ta có thể gọi là bạn bè trong câu lạc bộ đầy những kẻ vui nhộn kỳ quặc này, và cũng có thể sẽ có một cuộc chiến tình cảm thú vị ở đây chăng? Hãy cùng mình đón xem bộ anime thú vị này về những kẻ cô đơn nhé! Số 3. Oresuki, thể loại harem hài hước lãng mạn học đường. Amatsuyu Zoro Kisaragi là một học sinh trung học năm thứ 2 hoàn toàn bình thường. Có 2 ngày cuối tuần với chủ tịch hội học sinh Sakura Cosmos Akino vào thứ 7, sau đó với người bạn thời thơ ấu Aoi Himawari Hinata vào chủ nhật. Đáng buồn thay cho Zoro, cả hai cô đều tuyên bố tình cảm của họ dành cho người bạn thân nhất Taiyo Sunchan Oga, con át chủ bài của đội bóng chày. Chấp nhận từng yêu cầu của họ để được tư vấn và hướng dẫn, giờ đây anh ta có trách nhiệm giúp cho hai cô nàng dễ thương này giành được trái tim của cùng một chàng trai, mỗi tội không phải là anh ta. Không được biết đến bởi bạn bè của mình, hình ảnh thân thiện của Zoro chỉ là một mưu mẹo, thể hiện mình là nhân vật chính không biết gì trong một bộ phim hài lãng mạn. Một kẻ mưu mô dưới gương mặt vui vẻ của cậu ta, Zoro quyết định giải quyết vấn đề này bằng một kế hoạch mới, khiến cho Sunchan phải lòng Cosmos hoặc Himawari và người còn lại sẽ là của cậu ta. Nhưng nỗ lực cuối cùng của Zoro lại bị đe dọa bởi cô nàng Sumireko Pansy, Sancho Queen, người cho Zoro biết về tính cách bí mật của mình mà còn là một lời thú nhận với con người thật của anh ta suốt thời gian qua. Bị mắc kẹt trong tình huống lộn xộn vui nhộn này, mỗi người trong năm học sinh đều phải sử dụng vô số lời nói dối, cạm bẫy và hiểu lầm để nắm lấy chiến thắng.
Số 2, Kami no Mi zo Shiru Sekai, thể loại harem hài hước siêu nhiên lãng mạn shoujo. Kema Katsuragi được biết đến là thần chinh phục trong thế giới game. Cậu ta có thể chinh phục trái tim của bất kỳ cô gái nào trong trò chơi hẹn hò. Vì vậy, cậu ấy chọn cho mình thế giới trò chơi 2D thay vì đời thực là một otaku sống trong thế giới của các trò chơi Guild, một trò chơi video của Nhật Bản tập trung vào tương tác với các cô nàng ảo trong đó. Khi anh ta kiêu ngạo chấp nhận một lời đề nghị nạc danh để chứng minh thực lực của mình khi hẹn hò với các cô gái trong trò chơi, Kema đã nhầm lẫn với việc giúp đỡ một con quỷ ngây thơ và không kém phần ngớ ngẩn từ địa ngục có tên là Elucia El de Luteima với nhiệm vụ của mình. Bắt lại linh hồn ma quỷ chạy trốn khỏi địa ngục đã phân tán khắp thế giới loài người. Kema phát hiện ra rằng cách duy nhất để bắt những linh hồn này là chinh phục thứ anh ta ghét nhất, trái tim không thể đoán trước được của những cô nàng 3D. Bị xiềng xích với Els qua một chiếc vòng cổ chết chóc, Kema giờ đây đã có danh hiệu thần chinh phục với thử thách chiếm lấy trái tim của vô số các cô gái ngoài đời thực. Số 1. Isekai no Saikishi Monogatari, thể loại hành động hài hước Echi Fantasy Harem Mecha học đường. Jackie Masaki đã bị bắt cóc và đưa đến thế giới Germino bởi một nhóm bí ẩn. Để trở về nhà, anh ta đồng ý giúp họ ám sát hoàng hậu mới đăng quang của đế chế Seizu Lashara Asu 28 bằng cách sử dụng một robot khổng lồ có tên là Holy Mechanoid. Khi quân đội của cô chiến đấu với anh, Lashara rất để tâm đến khả năng chiến đấu của Jackie và yêu cầu bắt sống anh ta. Vì phi công là nam giới cực kỳ hiếm gặp trên Germino, sẽ rất lãng phí khi mà giết anh. Cô biến Jackie thành người phục vụ của mình. Là người hầu mới của Lashara, Jackie được yêu cầu đi cùng cô đến Thánh Địa, một học viện nơi mà các phi công của Mechanoid trau dồi kỹ năng của họ. Sự xuất hiện của anh ta thu hút sự chú ý lớn của phái nữ, làm cho anh luôn bị vây quanh bởi những cô gái sẵn sàng bắt lấy anh ta. Cuộc sống ở thế giới mới xoay quanh những cô nàng và đối đầu với thế lực độc ác đang được ấp ủ bên trong học viện của anh bắt đầu. Trên đây là top 10 anime harem có nam chính khiến nhiều cô nàng phải mê mẩn mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này của Lehmer rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!